Oh my god. Khóa cửa. Nuốt chìa khóa. Yeah, nó sẽ có một cái cao trào tại vì ưa chúng ta bé sẽ bị sếp của mình nó đúng không? Thế nên là và cái gì nữa, nó đã cái mối hệ của anh chị ý, theo trong tập trước nó đã kiểu có dấu hiệu của sự rạn nứt đi, thì tập này nó sẽ, mình nghĩ nó sẽ căng, nó sẽ kiểu đậm nét hơn cái chuyện đó, nó cũng đến lúc rồi chưa đúng không? Và có một cái là mình, tức là mình muốn biết là nhất, mình nhớ là 6 tập trước ấy, tập nào cũng khép sách cả luôn, anh chị ý cũng có cảnh khép sách ấy, thì tập 7 này trong cái tình trạng anh chị kiểu gọi là không thân thiết ấy, thì chúng ta có cảnh đó không? Xem nó có phá cái đường dây này không? Let's go! Quần quay của công việc đã càng đẩy chúng ta, mọi người về hết rồi, mình phải về thôi, nếu không mình sẽ chạm mặt cậu ấy. Vậy mà mình đi đường này sao? Chúng ta gặp nhau, chúng ta nhìn nhau, chúng ta không nói với nhau câu nào. Bạn ấy giận mình sao? Có phải là do mình đã cố gắng nhìn lỗ đít của bạn ấy không? Chỉ là mình tò mò thôi mà. Mình là một chú mèo ham học hỏi thôi mà. Nói chung là James ấy, thực ra nó đã có ý muốn hàn gắn thôi, nhưng thực sự là cái người, có style, thể loại người của nó ấy. Khó để nói trước. Không thể nào mà nó mang cái... Gia cưng không phải là một bé dai thôi. Một bé dai đẹp. Vậy con mẹ gì thôi. Trong ngày quay bitch fuck bitch, nó chơi trò chèn ép luôn, nó chơi kiểu bẩn luôn. Quay hay nó bây giờ kiểu không ăn được thì đạp đổ phải không? No, chúng ta nhớ là teaser trước của nó còn về tận nhà ưa cơ chứ đéo phải, tức là nó kiểu nó kiểu mẹ vẫn là cái bài của nó thôi, nhưng mà bây giờ nó nâng level lên kiểu what, nó muốn dìm ưa xuống dưới nước hiểu không? Bởi một đống công việc đến lúc ưa nó sẽ phải kêu cứu help. Từ lúc mà mình edit mà mình sẽ cho hiệu ứng
sặc nước vào. Nếu mình quên thì nó sẽ kiểu giống như bị sặc một cái khác ấy. Nói chung thực sự nó quá mày bẩn, nói nó là quá bẩn, cả nó bên quá con bẩn. lào, cả con lào khảo con lên không có Và lửa. đúng không, nó sẽ lao ra, lúc đấy nó sẽ Ờ lao ra. ừ. Mẹ, Chung nhìn mày nét anh khỏe có của cái nó cọc ta. này em bám vào đi. Mặc dù hơi ghê nhưng mà kiểu mình không còn cách nào khác. Riêng này à? Mẹ, Cô đi chẳng nghe qua. Ai khiến trái đất hàng kha có cái gì thêm đủ tố đây ra mẹ thịt nè. Này vẫn bỏ mẹ này này. Đủ quá. Mình tự cho không á. Tòa lẹp cũng bỏ khó chạy à. Ô mày ai chẳng liêng mẹ mình mới đài à. Tại vì khá đi sỏ mẹ là chạy nó con mình. Chưa hiểu được cái chuyện xem mắt này là cái con mẹ Khổ đây gì. chàng. Ok. Nó còn đang được đi mày. Có vẻ nó build up Ừ, thế là cái chuyện xem mắt này xem khá nó là lên như khá nào. cao Thế ha. bảo nó còn là Maybe cũng là một drama cũng đi mạnh. mà. Thôi mình em bỏ cuốn đi nào. Ok, khỏi lên luôn. Quên kịp hả? คือผมคุยกับคุณมาแล้วว่าแคมเปญนี้จะเปิดตัวอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมอยู่ถึงมาเล่นเราตอนนี้อะครับวันนี้ต้องรีบส่งไฟล์ร้านทำป้ายไวนิลก็เลยต้องรีบทพี่ร้อนมากันบิชำลมีะส่วนเอื้อด้วยนะมีเวลาทั้งวันไม่มาบีมนะครับนกคือเจอกลับเชือกมัดเอื้อพวกการตลาดนี้แย่จริงเลยน้ำดีน้ำไดม่รีู้จักเวลาเวลาฝากน้องเอื้อด้วยนะครับvới nhau nhưng mà mình vẫn sẽ bảo vệ cậu. Ghê chưa? Mình đã xử lại cho mẹ à? Mình cũng đang làm gặp lại. Việc đéo gì. Tao là gì khác? Mày. Chả có việc đéo gì ngoài việc dí cọc vào mặt em ý. Nằm đi, tao mệt. Vớ vẩn ưa nắm thử nhỉ. Cũng chắc tay phết. Oh my god. Oh my god. Nuốt chìa khóa. Đây là chắc con mẹ luôn. Chúng ta sẽ
xem cảnh nó biến thành từ người biến thành cái chó hoang đói khát xem cùng cái mà không cần mặt trăng luôn trong cảnh này. Cưng đưa ra tín hiệu kêu cứu như vậy là đéo ổn rồi. Thực sự nó thể làm này. Nó ưa làm ngàn kỉnh mà lấy lối tuồng ấy. Cảm ơn của lọc nhé. Để phi chơi bộ khả này phi xe thay. Tại sao nó lại phải thật nhảm nhí. Cưng bị điên con mè rồi, nó bị kiểu cuồng dâm. Kinh đông. Oh my god. Oh my god. Wow. Bé tự bảo. Bé có thể mạnh mẽ thế là amazing. Bé đã có thể gì nhỉ? Và may thế. May mình đỡ phải đếm các bạn ạ. Bé đã bị 3 lần hiếp. What? Cưng đéo tin nó. Cưng bị điên à? Cưng khóc phải không thằng nào mà thằng mày? What the fuck? God, cưng ơi, điên cưng. Mình cần mình phòng tập sống đặt nắn nè. Cái này là chúng ta hiểu là mình khu lợi này khó quá này. Thôi mày mình cột vừa. Cái này nó bốc đồng thôi. Nhưng mà thực sự là cưng đéo tin nó là thực sự là thật là nhảm nhí đấy. Oh my god. Oh. Cái cuộc hội thoại này nó quá là bốc đồng rồi. No.
Okay. No, nó không. Tức là gì nhỉ? What the? Tức là kiểu tại sao lại thế? Kiểu tại sao nó lại đọc tin kiểu bị điên à? Bây giờ nó muốn have sex. Ví dụ nó muốn have sex với sếp thì nó chọn cái lúc. Ô, chắc đây là thời điểm thích hợp nhất nhờ, khi mà có kinh ở đây là mình phải chọn lúc này là đẹp mẹ nhất. Điên à mẹ, nếu mà nó muốn have sex với sếp thì mẹ nó có 1.000 tỷ năm cơ hội để nó làm nhá, đúng không? Cậu nghĩ sao về ngày 30/4 và 1/5 khi cả nước được nghỉ và sẽ mời sếp về nhà mình thì đéo có một ai biết chết gì mẹ kiểu. What, thật là một picky. Nói chung là kiểu thực ra bốc đồng thì chuyện đéo gì cũng thể xảy ra đúng không, nhưng mà để nói về gọi là không biết nữa, tức là để nói về độ hợp lý ấy, độ hợp lý để anh chị ý kiểu gọi là break break ở đây, mình thấy cảm thấy nó chưa hợp lý hẳn lắm. Nó cũng được tại vì bốc đồng thì cái chuyện đéo gì cũng được ấy, nhưng mà ok. Trời ơi. Nó cứ khơi khơi cái mặt. Bitch. Một ngôi nhà toàn villain vậy. Trời ơi. So bad. Không hiểu chúng ta ngồi trong cái nguồn năng lượng đen tối, toàn năng lượng đen tối này à? Hey. Yes. Oh my god. เอาไว้เจอกันที่ออฟฟิศนะครับน้องเอื้อนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับค่ะไปส่งพี่เขาสิไม่chứ là nó chỉ kiểu trao mặt nó ra đây để kiểu từng bước nhỏ một, nhưng mà kiểu như là it's working. Của mày kìa lỡ. Có đồ lùi đi nó. Lùi gì? Có năm mái thì thế mà nè nó. Lùi lùi thăng ra lời. Không biết mùa nào nữa. แต่เขาดูสนใจแกนะถ้าเป็นคนนี้ฉันก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นช่องผู้ชายไม่ใช่หรอเดี๋ยวเขาจะบัดเงยแบบเกลียดแล้วยังไงฮะเกลียดแล้วกันเลิกได้ไหมล่ะฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกจะเป็นอะไรนั่นหมายความว่าไงอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่ายังไงแกจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของChúng ta có thể làm rối tóc cô ấy lên được không? Tại sao? Thế kinh cũng giàu mà cô. Oh my god. Ui. Bé gãy rồi. Ui. Oh my god. Cái quái. Oh my god.
Shit. Cô tôi Fortnite Award đâu cưng ơi. Trời đất ơi cô. Hiểu bây giờ Fortnite Award nào ra nhỉ? Cô bị điên à? Rau ngon như thế này. Cái đĩa trên bàn là của cháu. Cho các bạn không biết thì Fortnite Award là một bé thích ăn rau và bé đóng Masculine Prisoner. Ok nhưng mà gì nhỉ? Thật lố bích ấy. Thực sự là cô chỉ cần tiền thôi đúng không? Thì kinh chúng ta cũng bé cũng giàu với đái. Bé đi Audi và thực sự là gì nữa? Bé rất giàu. Bé giàu kiểu để mình nhớ xem nào. Tức là nhà bé còn không biết là kiểu sữa chua giàu đến mức bé không biết sữa chua giá bao tiền luôn. Thế là bé bảo là bé nhờ bé đưa hẳn 1,5 triệu cho bạn, xong bé kiểu như này đủ tiền mua chưa, một hộp chưa. Nói chung là cô thật là bịch. No. Đoạn đường what? Nói chung là Đồng ưa. Đồng ưa thằng ngàn kỉnh mát rồi đối tượng ấy. Ông ơn của Long nha. Để khi chơi bộ thằng này thì sẽ hay. Nó khóc với không thằng nào mà thằng này. Ai chạy đâu à? Mình như cầm anh phỏng tao tỏ mẹ nắn à. Kim. Mình cứ rảnh lại khóa mắn. Đây là những lúc để chúng ta nghĩ về những chuyện tiêu cực đúng không? Tại vì đúng rồi, đây là những thời điểm chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện tiêu cực. Thế nên là chúng ta sẽ nghĩ đến những chuyện chúng ta bị hiếp này, chúng ta thật đáng sợ. Thực sự là mình chỉ muốn nói là nếu mà chuyện của Kinh về ưa không thành ấy thì thực sự mình nghĩ ưa lên ví dụ lần tới cứ lên Tinder, cứ lên để mô tả là kiểu mình kiểu gì yêu rất thật lòng nhưng mà có xu hướng bị mọi người hiếp, nhớ quay phải cho mình nhé. Thực sự tại vì bé bị hiếp quá nhiều, cuộc đời bé cũng nên cảnh báo cho mọi người biết cái điều đó để mọi người còn liệu đường. Mà nói chung là kiểu không biết là tại vì bé sẽ phải tìm đến một ai đấy nhở, đúng không? Kinh thì maybe bé sẽ tìm đến Kinh bây giờ.
กูไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณกิจจะกล้าทำมือขนาดนี้โอ้ยกูว่าหมดเรื่องนี้ไปบอกบอสเถอะเจ็ดแล้วหนูบ้านนั้นเจ็ดกูเห็นจุดนั้นกูมั้ยมิงกูมั้ยแล้วมึงคิดว่าบอสจะเข้าข้างใครอ่ะเชื่อแต่มึงเป็นเหยื่อนะเว้ยมึงก็รู้นี่ว่าพวกไม่อยากมาเข้าข้างกันอยู่แล้วอ่ะจะให้กูทำไงได้อ่ะแล้วมึงจะเอาไงต่อกูจะไปบอกเขาตรงๆว่าหยุดมึงพูดไปเลยถ้ามันไม่ยอมหยุดนะกูจะไปพูดกับแม่ด้วยให้มันรู้ไปเลยว่ากูก็เลิกจากสัญญาแล้วเจ thế thì bé thì nó đã không phải là kẻ săn mồi cưng แล้วเรื่องที่บ้านมึงกูยังไม่อยากคิดเรื่องนี้อ่ะเจ้ถ้าเบ้bé vẫn chưa biết giá sữa chua bao nhiêu tiền đâu. Và bé chìm trong bia rượu. Cương định làm gì? Thôi không phải lên sớt giá đâu. Cậu như thế là rất tuyệt rồi. Nó đi gọi cho vừa. Ký thừng. Có ta tông khẳng gặp ta kèm lý không tùng xem để ra nội đi mình đi tò mò điแล้วน้องเอื้อจะทำอะไรได้ล่ะเยอะเอื้อนั้นคุณก็รอดูแล้วกันว้าริกทำสิฟัคโอเคน้องหยิบเวียกฮะ chúng ta đã biết từ tập trước là nó có tức là nó đã nhen nhóm gì
น่าเครียดอ่ะแกแบนี่ล่ะ next gen của DMD ไม่จำมีไม่เปียกไม่คิดเป็นไรอ่ะน่าเครียดจังนั่งกว่าห้องดับเก็บกับเมื่อมิงทุยแล้ว friend benefit ของยอดดีน่าเครียดจังเพราะถ้าต้องแข่งกับเธอเกมนี้คงต้องยอมแพ้แข่งต่อมันก็ไม่แพ้เพราะตอนนี้มันรักเธอขึ้นใจเธอจะเล่นมันต่อห้องพักว่างบ้างไหมครับอ๋อดีครับกูชอบมึงนะอุ้ยไปกูชอบมึงนะกูรู้สึกแล้วยังไงอ่ะสุดท้ายมึงก็แต่งงานอยู่ดีปะผมไม่เลือกจะรบกวนทุกคนช่วยเหลือครับผมส่งคลิปวิดีโอในแชทกลุ่มบริษัทแล้วทุกคนดูจบแล้วคิดเห็นยังไงเขียนในกระดาษให้ด้วยนะครับLike oh my god get the fuck out yeah sẽ tài liệu tao được tự do xong rồi đi ra như kiểu next song model kiểu yeah anh chị sẽ kiểu đồng loạt chắc là kiểu đồng loạt bỏ việc ha tại vì yeah chúng ta sẽ gọi là và ưa anh ưa và kinh chị sẽ gặp nhau ở một cái chuyến đi du lịch gì đó hai chị sẽ gọi chung là hàn gắn ở đó đúng không đúng rồi, chúng ta sẽ tập này tụi anh chị không have sex, anh chị đã phá cái đường dây của chị, ok tập sau như mỹ tập sau anh chị sẽ quay lại cái việc đó, mình nghĩ vậy, thực sự đấy, anh chị tập sau sẽ have sex lại đấy, đúng đấy, và tập sau thì cái mặt của kinh chắc chắn sẽ có tác dụng nữa. Có thể ưa là sẽ cái kiểu nha anh ưa sẽ ngồi lên cái nó chẳng hạn ai biết được hoặc là gì anh chị sẽ vừa have sex vừa bật nhạc thiền ai biết tự nghĩ đi anh chị gọi là master về sex mà nói chung là tại sao chốt lại là tại sao anh chị sẽ làm lành. Và sau đấy thì chúng ta còn chuyện của kinh tôi chuyện gọi là xem mắt. Ok.